thằng này 5 gram múc cái muỗng, phải không nè, hay là 10 gram múc cho mày vô, phải không nè, rồi coi thằng này, rồi 2C, chơi mày vô, chơi mày vô, xịt nước vô, vừa xịt nước vừa bơm cho mình còn hút gió nữa nha, phải không, trời ơi nó sâu sùng sục ở trong đó mày đâu có biết, hay là nó đóng cụm ốc trâu ở trong đó mày đâu có biết. Rồi cái bơ nước này xong cái dặn cái nắp lại bơm xịt 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 buổi sáng buổi chiều dặn hè hết rồi hâu bệnh hay là có cơn mưa gì sẽ phớt qua cái đổ thừa cơn mưa đó mà thử ra là cứ là rồi như thế thì cây bị ngộ độc rồi không biết cứ là hâu bệnh là cứ đưa thuốc bệnh cứ đọc vô mày đọc cho mày đọc thêm. Nó nhiều cái lắm các anh chị. Thì là thành thử ra đó là các anh chị mình phải nắm vững cái thức ăn cho nó, từ cây con đến cây tăng trưởng đến cây chuẩn bị ra hoa thì các anh chị mình phải cho nó ra. Đừng hãm, đừng có nói thôi giờ cho nó ra Tết sao ra, thôi hãm lại, hỏi ông này ông kia ở đưa thằng nào vô để hãm nó lại, tao nè, không cho nó hoa. Thì bây giờ cứ cho nó ra hoa đi, bẻ ra khoảng cửa, bẻ vậy con. Các chị đừng hãm, đưa hóa chất vô hãm, đưa phân đạm vô này nọ hãm. Các anh chị ức chế sinh lý của nó mà các anh chị không biết. Bây giờ con người mình cũng vậy nè. Bây giờ gái lớn lên, trai lớn lên 19, 20 tuổi, tới vợ, tới chồng phát dục rồi. Thấy không? Mà rồi nhiều khi là các anh chị mình thấy mình có một đứa con. Thôi mày ơi mày ở vậy đi, tao hồi xưa bốn mấy tuổi tao mới lấy vợ rồi sao, nó chết tay nào đâu. Mày giờ mới 18 tuổi về đặt. Cái con sợ nó nghe, nó quen nhỏ nọ nhỏ thì mà nó không dám quan hệ, nó không dám giao tiếp. Tối ngày nó lua nhà, nó cứ cầm điện thoại nó đi chơi, ức chế sinh lý. Trong khi cơ thể đương phát dục, một hai năm sau tự nhiên con, mỗi lần con nó nghiêm lắm, bị ức chế mà giờ tự nhiên nó vui, ở nè gặp ai nó cũng cười, đi đâu cũng cười, gặp lá cây nhai, ở nè có vấn đề rồi. Tự nhiên con mà nó đương nghiêm mà nó vui là nó đổi tính là có vấn đề. Thì các anh chị mình thấy con người mình còn vậy, huống chi cái cây. Bây giờ mày muốn bông phải không, tới cái giai đoạn mày ra bông cho mày nè, ra xong ta cắt, không cho mày nở, cắt bớt vậy con. Tiếp tục tết bông sung mãn, thở hổng thuận theo ý. Là cái cây đó là cứ ra con là cứ xỉa là cứ mặn mặn. Còn cái gì thử ức nó coi, chiều hướng nó sắn đoạn nè, con nó giống như mùi thơm, nó không gì dạng nó kìa, không nè, rối loạn sinh lý. Rồi cái hộ bệnh này bệnh kia tự nhiên là thiếu bơ rồi nó xịt vô. Trong khi giải quyết sinh lý cho các anh chị không làm. Thấy chưa? Những cái nhỏ đó mà mình làm không được thì làm sao làm những cái lớn. Bây giờ một cái giường của các anh chị dài 5 chậu mà nay mai cái tương lai, cái mục đích của các anh chị sẽ sử dụng cái đất của mình mà ở quê của mình này, đương để không nè, mình sẽ làm giường lai này, mục đích. Nhưng mà giờ vài chục chậu mình làm chưa được, mình làm sao mở giường lai. Đó, vấn đề là chỗ này. Vấn đề là chỗ là thức ăn và cách nâng cao sinh lý chiều theo nó. Và các anh chị mình phải chọn thức ăn cho nó, hỗ trợ nó. Chứ nó không nói được, nó không biểu hiện ra được, nhưng nó xuất hiện những cái vết của nó, những cái cấu trúc ở trên lá nó, như là sấm đỏ, phải không nè, như là quéo đỏ, trùng đỏ, phải không nè, rễ ra bị thun, bị sóng, phải không nè, ra rễ không ở trong chậu, cứ ra ngoài. Tại sao? Đó, vấn đề là ở chỗ đó, là thức ăn. Như tôi nói bữa đầu là các anh chị cho nó ăn uống đầy đủ thì nó sản sinh ra những cái sinh tố, những cái kháng thể,
nằm ở dưới da của nó, từ da lá, da cây mà ta gọi là lipid, ở rễ luôn, khí khổng. Một con sâu mà chích này nọ, nó tự làm lành vết thương 8 ngày rồi, kháng khuẩn. Hay là một cái nấm gì mọc ra nó tự diệt, không có xâm nhập vô được, nó mạnh khỏe mà. Còn các anh chị mình cho ăn uống không đúng, thiếu thốn thì nó xâm nhập thôi. Nấm bệnh sâu rầy nó tấn công những cái cây yếu, những cái cây đói, những lá mềm, rễ mềm, thân mềm. Chứ còn cây mà mạnh khỏe, cứng ngắc, dày nhất còn lâu. Con sâu hay là nấm nó đâu có ngu, hay là con vi khuẩn, nó cũng lựa những cái chỗ nào mà dễ xâm nhập thì nó vô thôi. Đó nè, cầm cái cây mà cỡ mà chắc mà giống như da của tôi là dây nhất, chứ non non mà cỡ như này đi thì nọ thì nó chơi hả, phải không? Còn cỡ mà kiểu mà da mà chắc như tôi là nọ mạnh khỏe thì làm gì? Thì các anh chị mình trang bị cho cây của mình đi, để cho nó tự kích kháng của nó bằng cách là cho mẹ ăn đủ, uống đủ, quan hộ tốt. Đó nè, mày uống rau ha, tao cho mày ra. Báo nè, và tới Tết mày phải làm sao mà ra hoa cho tao để tao bán hoặc là tao chơi. Để bây giờ cho mày xung cái đã, chứ phải ức chế của người ta. Đồng ý, cái đó cũng là một cái chiêu thôi. Nhưng là cái tỷ mình hãm nó, mình giữ cho nó kéo dài cái thời gian mà ra hoa của nó, để cho nó kịp Tết. Ngày mai mình cũng sử dụng những cái chiêu đó, chứ phải không? Đó này. Nhưng mà nó theo chu kỳ, nó theo từ thời điểm, chứ không phải lúc nào cũng vậy. Rồi thì bây giờ các anh chị mình sử dụng NPK thì các anh chị mình không lạ đâu, nhưng mà mỗi một cái nguyên tố, một cái vai trò của nó, các anh chị nắm hết chưa? Các anh chị biết là cái nhiệm vụ của nó là cái gì? Chắc tôi nghĩ là chưa. Các anh chị bón phân có đạm, các anh chị biết là cái nhiệm vụ và cái vai trò của đạm nó làm cái gì cho cây của mình không? Mà các anh chị mình đưa vô phải biết chứ, phải không? Tại sao có lúc mình đưa đạm, tại sao có lúc mình đưa lân, tại sao có lúc mình đưa kali, tại sao không đưa thứ, phải không? Phải lúc nó cần. Mà cái mục đích của mình mà các anh chị mình đưa đúng thì đúng lúc thì cái cây nó cho mình cái kết quả tuyệt vời. Thì đây các anh chị mình phải hiểu cái vai trò của nó. Biết bây giờ tôi nói cái đạm thì ở trên sách vở tài liệu thì N là cái chữ tắt của nitrogen đại diện, không ai đưa qua nguyên cái chữ nitrogen lên trên bao bì. Ở trong tài liệu thì có, nhưng mà các anh chị mình, anh em nông dân của mình không có cần cái chữ nitrogen đó để dùng để giao tiếp đó nè, mà nó nằm ở trong những tài liệu sách vở thôi. Mà khi mình thực hiện ở ngoài, mình không có dùng cái từ đó, mà mình dùng thường dùng cái thuật ngữ là thân đạm, đúng không? Chứ bây giờ mà các anh chị mình vô trong tiệm gặp cha bán phân, cái tỷ giờ học muốn khè cha bán phân này chơi, bán cho tôi ký nitrogen đi. Ông nội kia nó không có, cái này qua tiệm thuốc tây. Ờ nè, chả đâu có biết nitrogen là cái gì đâu. Nhưng mà nói bán cho tôi ký đạm đi, có à, ure hay là DB hay là SA, phải không? Chứ còn nói bán tôi ký nitrogen là cái gì? Đừng nói mấy cha bán thân là rành nha, phải không? Thì thôi giờ mình dùng cái thuật ngữ của mình đi, đạm. Báo nè, hoặc là cái chữ này là cái chữ phốt pho, phải không? Không lẽ giờ ra tiệm nó bán con ký phốt pho, cha nào biết? Nhiều cha còn quán không? Ôi nội, cái này thuốc súng này nha, khủng bố hả? Tính là pháo hả? Mua cái này ông nội, cái này không có. Vậy cho nó bán con ký lanh đi, có nhiều, mua mấy ký, thấy chưa? Cũng là một cái câu nói, phải không? Hoặc là nay mai các anh chị mình trao đổi với nhau,
nói chi cho anh dài thọ ở cây này thiếu lanh, nó nói này cây này thiếu bộ pháp, cây này thiếu khó thọ, bảo nè chi cho nó dài thọ lẻo lửa vậy. Đơn giản thuật ngữ mà nhất là Nam Bộ của mình và dân Việt Nam của mình, bảo nè nông dân của mình dùng thuật ngữ của mình thì dễ trao đổi và dễ mua bán với nhau thôi. Đó là cái tên gọi đó nè. Rồi như vậy thì đạm và các anh chị mình đưa vô lúc nào và để làm cái gì thì thưa các anh chị, bây giờ tôi nói ví dụ như thế này. Một cái hạt giống như là các anh chị mua một cái, các anh chị muốn trồng nguyên miếng đất này là cây đậu xanh để nay mai các anh chị thu hoạch hạt, mình bán cây đậu xanh, bán cái hạt đậu xanh. Thì đầu tiên các anh chị mình mua cái hạt giống đó về, các anh chị mình ngâm thôi này nước ấm 4-5 tiếng gì đó thôi này để cho nó mềm cái da, rồi các anh chị mình gieo. Thì cái tinh bột ở trong cái hạt đậu xanh, khi mà cái da ở ngoài nó mềm, cái ly bít nó mềm, thì cái tinh bột nó đủ, nó được cái độ ẩm và được cái ánh sáng mặt trời, nó đủ đẩy một cái chồi ra trắng trắng. Thì các anh chị mình gieo vô trong cái bọc trước khi đưa xuống luôn. Nếu các anh chị không biết thì lúc đó là các anh chị thấy là cái hạt nó teo lại rồi. Bây giờ mình phải phụ nó nè. Các anh chị mình phải dùng cái thức ăn phân bón. Các anh chị mình không biết, sẵn có lần xịt mà vô mét, cái tự nhiên cái chồi cái nó đỏ lé, cái nó chết. Các anh chị nên làm thử không? Rồi hoặc là có nhiều khi là các anh chị không có lên, các anh chị sẵn có kali muối ớt, các anh chị xịt mình vô cái nó đen thui chết. Hoặc là nay mai cái chồi mà mình cũng vậy, phải không? Nhưng nếu mà các anh chị đưa đạm vô xịt đạm cái và ba bữa lên thành tổng giá à, như vậy tự nhiên nó có cái thân, phải không nè, cái thân trước. Thì các anh chị thấy không, các anh chị trồng cái cây con cũng vậy, mà các anh chị mà xịt mà phân có đạm cao, các anh chị thấy nó lớn nha, không giọt chiều cao ra không, thấy không nè, cái thân nó ngon lành đó. Thì như vậy cái nhiệm vụ thứ nhất của nó là tạo thân từ mầm á. Xong cái thân rồi các anh chị dòm lại cái cọng giá coi, nó có hai cái lá trắng trắng xếp vô vậy nè, đi theo cái hộp, phải không? Phải không nè? Rồi các anh chị không biết là đưa ba cái thuốc gì đâu, hay là những cái thân khác, các anh chị xịt vô, nó không đen hay đỏ, hoặc là nó chảy nước. Nhưng nếu mà các anh chị tiếp tục đưa đạm vô, nó bung hai cái lá ra. Các anh chị tứ vô, các anh chị quan sát thấy thấy cái lá lan của mình kiểu cái con nó dài ra không, nhưng mà nó mỏng, nó lẩm cẩm, đúng không? Rồi như vậy thì các anh chị thấy là cái nhiệm vụ thứ hai của đạm là tạo lá. Tôi thì tôi không có rầm rồm rà giảng như tài liệu hay là sách giáo khoa, nhưng mà hướng dẫn các anh chị theo kiểu thực tế ứng dụng đơn giản, không có qua Mỹ này nhỏ khó hiểu. Các anh chị ngồi với tôi mà các anh chị nghe rồi làm không được là tôi bó tay, không có rắc rối tiếng Tây tiếng U ở trong này, mình không có cần mấy cái đó. Các anh chị nghiên cứu thì các anh chị cần, nhưng mà khi mà các anh chị ứng dụng thực hiện thì các anh chị cần những cái gì thực tế dễ làm. Phân bón của vậy, hiểu, nghe, mua là có, về, xài. Đơn giản, thế thôi, và thành công. Tôi nghĩ là các anh chị cần vậy thôi, chứ có lê thê hay này nọ, phải không? Phản ứng hay này nọ không, các anh chị không cần cái kiểu đó. Mà các anh chị ngồi đây cũng không thể cần những cái mà cởi ngựa xem hoa đó. Làm sao? Thầy Tám nói sao tôi về tôi làm. Cây tôi ngon lành, lớn hàng bữa tôi thấy vậy đó. Chứ tôi không cần tiếng Tây tiếng U, tôi không cần phản ứng hóa học hay là này nọ, thằng này cộng với thằng kia này nọ, tôi không cần.
giờ thầy Tám hướng dẫn tôi sao, giờ tôi mua cái tôi về tôi tưới sao, liều lượng sao sao đó, cây con tôi phải mua gì, cây tăng trưởng tôi phải mua gì, rồi cây ra hoa tôi phải cái đứa gì cho nó ăn gì, vậy không? Và tôi phải cần phối cái gì để đỡ cái công lao động cho tôi, thay vì tôi tưới nay tôi tưới cái này, mai tôi tưới cái kia, mốt tưới cái kia, thay vì ba cái tôi gom chỗ, thay vì ba thằng nó làm có ba nhiệm vụ, bây giờ tôi đưa ba thằng vô cái nó tương tác với nhau, nó làm được 10 triệu đó. Thầy Tám đưa tôi cái kiểu này đi, nếu mà nay mai mình làm vườn thì đỡ cái công lao động đúng không, thay vì nay mình sang ngày tưới này hai ba bữa tưới kia, bốn năm bữa tưới nữa, nhưng mà nó riêng rẽ nó làm được có ba chuyện thôi, nhưng mà gom ba thằng này lại nó tương tác với nhau, sao nè, nó hiệu ứng với nhau, nó làm được ba chuyện, vừa ra rễ vừa ra màu, ở trên ra hoa nhiều bông màu sắc đậm đấy cùng một lúc. Bây giờ những nhà vườn trên thế giới người ta làm như thế, thành thử ra nó rút ngắn cái thời gian thu hoạch của mình lại, thay vì trồng năm hai năm cây có bông, bây giờ trồng 4 tháng 5 tháng muốn cái nào, phải không? Đơn giản thực tế, và tôi nghĩ đó là cái điều cần thiết cả. Thành thử là tôi không qua Mỹ và tôi không có ly thê rồi, bây giờ tới bây giờ có thân có lá rồi, nhưng mà các anh chị thấy không, nó vươn ra nó trắng nhợt hai cái lá đó. Mà cái cây á, cái sự sống của nó là cái màu xanh, ở trên trái đất mình là màu xanh mà, màu xanh là sự sống của cây, thì giờ các anh chị phải cho nó cái màu xanh. Các anh chị đưa những cái lạng quạng vô, lạng quạng thì cái màu trắng nó lại đỏ, nó lại đen, nó thối, hoặc là nay mai các anh chị ra cái đọt này, thấy không nè, nó chưa có màu xanh mà nó chỉ có màu vàng ú ú, rồi cái từ từ nó thối, thấy không? Như vậy thì các anh chị mới phải trang bị cho nó cái gì. Thì như vậy thì khi mà tạo màu xanh thì chắc một số này các anh chị biết là thằng nào tạo ra lục diệp đạm làm cái chuyện đó. Như vậy thì lần thứ ba các anh chị tiếp tục cưa đạm vô cái có má, cần đạm lắm, cái nền đạm là cái nền ở này, thì khi mà các anh chị đưa đạm vô nó tạo nên lục diệp tốt. Bởi vậy tại sao mùa nắng mà nhà vườn của mình lại thường thường tưới đạm cao đường nhiều ta, để chi? Để cho cây của mình nó không có dễ. Bởi vì khi mùa nắng nhiệt độ cao, những cái tia bức xạ của mặt trời nó sẽ đốt cháy một phần nào cái lục diệp phía bề mặt, nó hơi vàng đi. Lúa cũng vậy, các anh chị thấy nông dân người ta hả, mùa nắng là người ta bổ sung đạm để chi? Để tăng cái lục diệp lên cho nó tạo ra lục diệp tốt. Thì thưa các anh chị, sau này nó có những cái phụ gia khác mà để bổ sung hay là tái tạo lại lục diệp khi cây nó bị mất, bị cháy, thì cái đó mình nói sao, những cái nguyên tố khác, những cái thằng nào làm chuyện đó. Nhưng cái thằng mà từ không làm cho có lục diệp là thằng đạm lại. Nhưng các chị đưa đạm vô mà cây tiêu thụ không được, nó hấp thu được nhưng mà nó tiêu thụ không được, đâm ra nó dư. Thì nhiều khi các anh chị thấy là tưới đạm cái cây nó mau phát quá, cứ là cố tưới hoài, thì các anh chị thấy như thế nào, cái cây nó màu xanh đậm đi, lục diệp nó quá nhiều đó nè. Nếu mà các anh chị trồng một cái vườn mà ít ánh sáng nữa thì nó càng nguy hiểm nữa. Mà thứ nhất các anh chị quan sát cái đọt coi, nó ngã ngang trắng nhợt à, ngã ngang non xèo à, mà gió mà giông mà rồi gãy luôn của người ta hả, thẳng đứng bóng đó này, vậy lá dương thẳng này chứ không phải vậy, phải không? Nhiều khi cái gọc điểm của vậy đem về, trời ơi lá nó cứ vậy, không của người ta vậy, cùng của mình nó vậy, lá trời lên dưới trời ơi, ngó nó thấy nó buồn sao, phải không? Nắm nó lên dở mày lên tuôn cái rớt, nắm dở lên trời ơi, rồi sớm muộn gì đó cũng đây, phải không? Các chị đưa đạm vô phải cho cây tiêu thụ thì nó mới tạo ra protein. Một mình thằng đạm làm không được cái chuyện này. Một thằng tạo ếch thì phải có một thằng tạo nhân. Thằng đó là thằng nào? Thằng lân. Để trừ trường hợp mà các chị về nay mai quan sát cái cây mình
có hiện tượng cái đọt nó hơi trắng mà nó tơ, nó mỏng mà nó cứ quạt 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 quẹo vậy. Nó mềm yếu, cao, mềm yếu, lá dài, không có chiều ngang, không có chiều dày. Thì các anh chị mình nên biết là nó đã dư lại. Hoặc là trong mùa mưa, thưa các anh chị, những cái lượng mưa mang lực lượng đạm nhiều, mà trong lúc đó mà trước đây mình bón đạm nữa, đâm ra mưa xuống nó dư đạm, thì buộc là các anh chị mình phải cho cây mình tiêu thụ. Đồng ý cây mình còn cây con, nhưng quất một hai lần lăng cho nó thì không phải là ra hoa. Để chút tôi nói cái nhiệm vụ lăng, đâu phải thằng lăng là để làm cái nhiệm vụ ra hoa không. Nó còn nhiều nhiệm vụ nữa mà, giống như đạm vậy, phải không? Các anh chị thấy mà trồng cái cây nó chai, nó cứ lùng, là các anh chị biết là trước đây các anh chị kích bông con ta nhiều, đưa lăng vô kích bông ra, nó dư lăng, thiếu đạm. Thì các anh chị phải bổ sung đạm để cho nó nhổ dò, cái thân nó cao lên chứ, phải không? Đó, thì nay mai các anh chị nhịn vô. Từ bây giờ tới cái là protein, là tinh bột ấy, mình gọi là cái thịt của cây đi. Các cây các anh chị nhiều khi là về dòm lại coi, trời ơi, có toàn là da với xương không. Cái cây nó lẫm khẩm mà, của người ta mập, phải không? Bự, lá dày, nương nưỡng nè. Còn cây mình ốm nhách dài thòn, phải không nào? Thì giờ cho nó mập đấy. Thì trường hợp mà để khắc phục cái sự dư đạm, để cho cây tiêu thụ được đạm, thì các anh chị bằng cách là đưa lanh vào. Thành thử ra nó mới có cái phân là 30-10-10 nè. Mừng cái này cho cây con thôi. Còn từ mà cây lớn trở lên là từ 20, bên Thái Lan là qua cái giai đoạn 4 tháng, 5 tháng dứt sữa mày liền, không có đạm cao nữa, mà từ đó là 3 cái 20 trở lên. Còn hãy đưa đạm á, đưa đạm hữu cơ. Bây giờ trong đạm hữu cơ nó không phải là đạm không, nó cả ngoan sinh tố, cả ngàn chất khoáng ở trong đó, mà chưa có ông bác học nào mà phân tích ở trong đạm nó có cái này nọ. Nó còn sống mà, nó linh động thay đổi theo nhiệt độ, theo ánh sáng, theo thời tiết. Thành thử ra mà tôi gọi là phân hữu cơ. Thành thử là không có ai đếm ở trong phân hữu cơ nó là bao nhiêu đạm, bao nhiêu lân, bao nhiêu kali, bao nhiêu sắt, bao nhiêu đồng, không. Nó không cố định. Bảo nè, đấy, cái đó là phân hữu cơ. Sau này tôi phân hữu cơ buổi chiều tôi sẽ nói nhiều. Thì như vậy, để giúp cho cái cây mập mạp hiện tượng dư đạm, thì các anh chị mình phải bón theo lân. Nếu mà cây trưởng thành đó, cây mình đương đã có 1-2 mùa rồi, 1-2 năm, thì các anh chị mình bón những cái phân nào có lân cao vô 1-2 lần cho nó, thì các anh chị mình thấy là nó dựng cái đầu lên, cái lá nó thẳng lên, nó dày ra, cái đọt nó non, nó lên bóng dày và rễ nó ra tiếp tục. Bảo nè, các anh chị thấy cây lẫm thẩm, rễ ngưng phát triển là hiện tượng dư đạm, lá có màu xanh đậm hoặc là cái màu mét mét, sao nè, thì các anh chị là thấy là cái cây á mà các anh chị nhìn vàng cũng không được, mà xanh quá cũng không được, nó phải xanh như lá mạ, xanh sáng, đó là một cái cây hoàn chỉnh đủ chất. Thì các anh chị thấy nhìn những cái cây đó là dày mập và đầy sức sống, đó nè. Như vậy thì để tạo ra cái protein lục nhiệm thi, nó cộng thể lân, nhưng mà nhiệm vụ của nó phải cộng với lân là tạo protein. Rồi bây giờ tới lân,